Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ là review cho các bạn cái phần mềm Qt Video Cutter. Đây là một phần mềm mà dùng để chuyên dùng để cắt những video mà bị lỗi hoặc là những video mà khi các bạn xuất ra nó bị gặp trục trặc về vấn đề nào đó. Ví dụ như là nó bị mất tiếng vân vân. Nói chung là nó chuyên về xử lý cắt video. Thì cái ưu điểm của nó là nó sẽ cắt được những video mà có cái lưu lượng cao và xử lý chất lượng của video đó nó vẫn được giữ nguyên như cái video ban đầu. Tốc độ xử lý nói chung là tương đối nhanh. Thì mình rất thích là cái phần mềm này, tại vì thứ nhất là nó là phần mềm free đây, nó là một phần mềm free và nó có đầy đủ các cái nguồn mà để cho các bạn cần để các bạn chia sẻ, ví dụ như là Facebook, G+ hoặc là Twitter vân vân. Nói chung là tương đối đầy đủ. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ review qua cho các bạn là việc cắt một đoạn video mà nó bị lỗi. Đầu tiên các bạn vào Open, các bạn tìm đến cái file mà cái nơi mà chứa cái video đó. Rồi. Thì mình đang show cho các bạn thấy là các cái chia sẻ cũng như là các cái output tức là những cái khi mình xuất ra file như thế nào. Thì các bạn chọn vào đây, các bạn muốn xuất video của các bạn ra giữ nguyên ban đầu hay là như thế nào đó thì các bạn ở trong output video của mắt. Còn đây là còn ở dưới là cell dưới dạng hình ảnh, rồi nét farm re. Nói chung là đây là các tính năng như như là các bạn tua nhanh 5 phút hoặc là các bạn bắt ngược về lại 5 phút vân vân. Thì nói chung đây mình đang ví dụ cho các bạn đây, đây là mình tua nhanh 5 phút, rồi mình bắt lại 5 phút. Rồi, net farm đây các bạn. Đây là theo giây nha các bạn. Rồi, tôi chậm. Đây. Đó, các bạn thấy không? Thì nói chung là đây là cái set thời gian để các bạn bắt đầu một đoạn video mà các bạn muốn cắt. Thì các bạn cần phải set start point. Cái đoạn đầu và đoạn cuối là với các bạn khi mà các bạn muốn set một cái đoạn nào đó thì các bạn cần phải là set từ đoạn đầu và các bạn chọn set start point. Đoạn cuối của các bạn thì các bạn khi các bạn kiểm tra xong thì các bạn phải bấm vào set end point, tức là các bạn set vào đoạn cuối của nó, muốn các bạn cuối mà các bạn muốn cắt. Đây mình đã ví dụ cho các bạn, đây mình muốn cắt đoạn như thế này. Thì các bạn có thể là bấm play để các bạn coi qua đoạn video đó như thế nào, để các bạn kiểm tra xem là nó đã ok chưa. Còn nếu mà nó chưa ok thì các bạn cần phải là thao tác lại. Còn nó đã ok rồi thì các bạn có thể là tự tiến hành cover thôi. Rồi các bạn có thể bấm stop để dừng lại. Nếu như mà quá trình set bool của bạn sai thì các bạn có thể là bấm reset để các bạn set lại nha các bạn. Các bạn có thể là remove cả âm thanh của có trên cái đoạn video đó. Rồi, đây các bạn có thể là chọn output video của các bạn theo cái định dạng thế nào đó, thì tùy theo theo nhu cầu cũng như là theo tùy thuộc theo yêu cầu của các bạn, theo yêu cầu như mong muốn của các bạn. Còn đây là đường dẫn để xuất file video ra. Thì các bạn có thể là để mặc định như trên như mình, còn không thì các bạn có thể là các bạn
thay đổi cái nơi lưu trữ của video đó, tùy thuộc theo các bạn. Rồi. Đây là phiên bản của nó, còn đây là những cái chia sẻ, những cái tiện ích mà phần mềm nó đã tích hợp vào trong cái phần mềm của mình, những cái tiện ích mà phần mềm đã tích hợp. Đây, sau khi nó xử lý xong thì nó sẽ được như thế này. Cái này là đó, video này nó xuất ra nó bị lỗi nha các bạn. Khi mà xuất ra thành công thì các bạn sẽ thấy được cái khoảng thời gian á, nó sẽ đúng với lại cái thời gian mà các bạn set starborn với là set endborn. Thì khi đó là các bạn đã xuất thành công. Thì nói chung là quy trình xuất video này á, nó sẽ giữ nguyên cho các bạn chất lượng của âm thanh cũng như hình ảnh của video mà ban đầu của các bạn, thì các bạn đưa vào các bạn xử lý. Nói chung là nó xuất video ra rất là nhanh, mình thấy là tốc độ xử lý của nó rất là ok. Ngoài ra nó còn là một phần mềm free nữa, cho nên mình rất thích phần mềm này. Mình cũng vô tình mình tìm hiểu và mình biết phần mềm này thôi, mình cũng mới sử dụng cách đây vài tháng thôi, chứ trước đây thì mình hay sử dụng những cái phần mềm mà nó nặng hơn và đòi hỏi thao tác nhiều hơn, không như cái phần mềm này. Thì mình thấy phần mềm này rất là ok, cho nên mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, để các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể sử dụng. Thì cũng giống như là lời hứa của mình trên cái video trước về cái sử dụng Google, thì đây hôm nay mình sẽ làm, nay mình giữ nguyên lời hứa cho các bạn, thì mình sẽ review cho phần mềm đó. Đây là một cái video xuất đúng với lại thời gian của mình. Đây là cái video mà ban đầu nó hơn 3 phút. Đây, cái video đã xử lý thì các bạn thấy chất lượng âm thanh cũng như là chất lượng hình ảnh, các bạn thấy nó vẫn giống như lúc nào. Tại mình là đang giữ nguyên, mình đang để chế độ là giữ nguyên cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi nói chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.